thưa quý vị, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Dương đã thực hiện chương trình Caravan Farm Trip hành trình về miền quốc bảo Sâm Ngọc Linh Kon Tum Ca Năm với khoảng 60 xe ô tô di chuyển qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong các thành viên của đoàn Caravan và lãnh đạo các địa phương mà đoàn đi qua vì quy mô, ý nghĩa, tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Hòa chung khí thế mở cửa du lịch Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 của chính phủ, chung sức phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam. Tham gia chương trình Caravan lần này có hơn 150 khách mời là lãnh đạo các công ty du lịch từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Sau khi tham gia lễ xuất phát từ Bình Dương vào sáng ngày 22 tháng 4 và tham gia khảo sát Trung tâm Thương mại Thế giới Bình Dương, các thành viên trong đoàn Caravan đã bắt đầu hành trình khám phá Tây Nguyên, có tổng lộ trình di chuyển khoảng 1.400 km với nhiều điều lý thú. Tất cả các thành viên trong đoàn đều rất phấn khởi vì đây là chương trình lớn do Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức sau hơn 2 năm hoạt động du lịch phải tạm ngừng do dịch bệnh COVID-19. Trong suốt hành trình di chuyển, đoàn đã có dịp khám phá những cung đường đẹp, những địa điểm check-in lý tưởng trên vùng đất Tây Nguyên. Cùng với đó, các thành viên trong đoàn cũng đã có dịp giao lưu, tìm hiểu và cảm nhận nét đặc sắc về văn hóa du lịch, ẩm thực và nét hoang sơ núi rừng tại các địa phương mà đoàn di chuyển qua. Đến với một cái chương trình hoành tráng và tổ chức chuyên nghiệp một thời gian rất ngắn của tỉnh thì đây là một sự trải nghiệm thật là thú vị. Và đây là một sự trải nghiệm là mang đến những cái bản sắc và đến giao lưu văn hóa dân tộc rất là nhiều về sự trải nghiệm chuyến lần này. Điểm nhấn của chương trình Caravan Farm Trip hành trình từ miền quốc bảo Sâm Ngọc Linh, Kon Tum, Ca Năm là tại tỉnh Kon Tum. Tại đây đoàn đã đến tham gia diễn đàn du lịch Kon Tum tiềm năng và triển vọng do Bộ Văn hóa, Du lịch và do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với nhiều tham luận, ý kiến đóng góp về kết nối du lịch giữa các địa phương, phục hồi du lịch thời tiền hậu COVID-19 và đánh thức du lịch tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Sau một thời gian dài phải ngưng hoạt động vì dịch bệnh COVID-19, dù đã mở cửa du lịch trở lại, nhưng thị trường du lịch của các địa phương vẫn còn trầm lắng. Các thành viên trong đoàn Caravan rất phấn khởi khi được tham gia các chương trình và thấy được tín hiệu khởi sắc từ các hoạt động kết nối du lịch. Những điều ấn tượng nhất trong cái chuyến hành trình này đó chính là sự chuyên nghiệp của ban tổ chức trong việc tổ chức một chuyến farm trip. Mà tất cả các chuyên gia đều nói rằng đây là chuyến farm trip có số lượng xe tham gia rất là nhiều, cộng thêm mà số lượng đại biểu rất là hùng hậu. Đó là điều mà tôi rất là ấn tượng. Thứ hai đó chính là cung đường nối liền từ Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum thực sự là rất đẹp ạ. Quốc lộ 14 trải dài rộng mở, hệ thống cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện. Tất cả những cái cảnh quan ven đường thì thực sự là chỉnh chu, tạo ra những khung cảnh tuyệt vời cho đoàn Caravan. Điều mà tôi ấn tượng thứ ba đó chính là sự chuyên nghiệp của các cơ sở cung ứng dịch vụ, trong đó có lưu trú và ăn uống ở tại Đắk Nông, ở tại Đắk Lắk, ở Gia Lai và hiện tại bây giờ là ở tại Kon Tum. Các cơ sở khách sạn đã được hoàn thiện, chỉnh chu, sửa sang sau một khoảng thời gian dài khi phải dừng hoạt động do đại dịch. Trong hành trình về miền quốc bảo Sâm Ngọc Linh, đoàn đi qua chặng đường dài đèo dốc để đi đến trung tâm huyện Tu Mơ Sông, cũng đã tham gia lễ phát động trồng rừng do Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Sông tổ chức với chủ đề Và rừng sẽ lên xanh. Tham dự phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch. Cùng với đó, đoàn đã có dịp trải nghiệm chinh phục dãy núi Ngọc Linh. Đoàn Caravan đã vượt lên trên 40 km đường đèo dốc, có những đoạn dốc đứng, cua gấp khuỷu tay, xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh để lên tham quan vườn Sâm Ngọc Linh Kon Tum Ca Năm cao hơn 2.300m so với mặt nước biển. Và lần đầu tiên tham quan vườn sâm Ngọc Linh được trồng tự nhiên với diện tích vườn sâm hơn 700 hectare. Tại đây, các thành viên được tìm hiểu quá trình trồng, chăm sóc, nhân giống cây sâm Ngọc Linh được xem là quốc bảo của Việt Nam. Với mục tiêu góp phần phục hồi ngành du lịch của tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành trong khu vực, đẩy mạnh liên kết xây dựng sản phẩm du lịch giữa tỉnh Bình Dương với các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, chương trình Caravan Farm Trip hành trình về miền quốc bảo Sâm Ngọc Linh Kon Tum Ca Năm đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các thành viên.